Dạ chào bà con đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Xem kênh bấm vô nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Nay em có cho bà con mình một chiếc ghe 3 tấn cực kỳ VIP, sau núi 100% liền, không tét chai bất cứ vị trí luôn. Và đi cái văn ma 2 có đề, có bựng nước, dán sạp đầy đủ. Mê nhôm, cây be thì dày cộm luôn, còn bóng nha cô chú anh chị nha. Mời bà con mình coi, giá chỉ có 20 mấy triệu thôi. Mời cô chú anh chị. Dạ đây là tình trạng của bé ghe 3 tấn em muốn giới thiệu của chú anh chị mình ngày hôm nay. Rất đẹp của chú anh chị, sau núi liền 100%, không cần giá bất cứ một vị trí nào luôn. Công be thuộc dạng xịn nha của chú anh chị, dạng VIP, mê nhôm. Cô chú anh chị nhìn nè, con này thì bà con mình chỉ lắp dầu định kỳ là mình chạy, không cần thét chai nha của chú anh chị. Rất đẹp, và giá con này cũng hợp lý cực kỳ nha của chú anh chị nha. Phải nói là rẻ luôn của chú anh chị, chỉ có 20 mấy triệu thôi. Chinh dịch thì đang chạy chinh dịch thao, có bựng nước. Đây em mời cô chú anh chị mình vô chi tiết bên trong, dáng ghe quá đẹp rồi. Con này thì so ra nó hơi thông đòn của chú anh chị. Chiều dài nó đến 10m5 lận, chiều ngang 1m50. Đang chạy cái văn ma 2 có đề nha cô chú anh chị nha. Sạp mũi nè, sạp mũi là cây riêng của ghe nha cô chú anh chị. Công đà be bọng em quay cho cô chú anh chị mình coi. Đây là clip của anh chủ ghe, dạ gửi xuống để em làm clip em gửi cho cô chú anh chị mình. Công đà thì 50 vuông góc, còn dấu cắt chỉ luôn nha cô chú anh chị. Công qua đà thì có rút bù lon sẵn cho cô chú anh chị mình luôn. Dán sạp thì có đầy đủ từ đầu đến đuôi. Đây là cái sạp tam cấp nè, dở ra luôn để cho cô chú anh chị mình coi cái phần dây mũi. Ghe này toàn bộ 100% là không trét chai nha cô chú anh chị, chỉ lắp dầu định kỳ là mình đi thôi. Và giá con này em muốn bán cho cô chú anh chị mình, tình trạng hiện tại cực VIP, giá 28 triệu. Công đà bà con mình coi vuông góc luôn, rất là đẹp. Lắp giò là lên đế gia quy luôn nha cô chú anh chị. Phần này là trên 2 phân nè, lắp khẩu nè. Còn be lường của con ghe này, nghe anh chủ đầu tiên anh nói là trên 2 phân nha cô chú anh chị. Đó, be dành, be gió, be lường á, toàn bộ phần be của ghe này là trên 2 phân. Ghe này là đặt đóng, dạ chứ không phải là mua của trại. Dán sạp thì có đầy đủ 2 phân hết cho cô chú anh chị. Công đà 50 vuông, không một vị trí nào trét chai nha cô chú anh chị. Bé ghe này thuộc dạng là ghe nguyên zin từ đầu đến đuôi, nguyên zin từ xưa đến giờ của chú anh chị. Và thùng máy đóng quá hợp lý. Này dở cho bà con mình coi, thùng máy là có dở lên được nha cô chú anh chị, rất lịch sự. Máy thì đang chạy là văn ma 2, văn ma 2 máy có đề. Và anh chủ ghe này thì ảnh có chế sẵn cái đồ quay cho cô chú anh chị mình luôn. Về mình khoái đề thì mình đề, mình khoái quay thì mình quay. Và giá cả thì giờ em báo luôn cho cô chú anh chị, để bà con mình có thích á, alo trực tiếp từ anh chủ ha. Con này thì hiện tại bây giờ chủ đang kêu 28 triệu rồi, thì bà con mình cứ liên hệ. Dạ coi ảnh có bớt được nhiêu mình thì ảnh bớt nha. Tiếp lắp, tiếp đặt theo dạng chạy tốc độ nha cô chú anh chị. Đặt thông luôn, rất là dài. Con này lái qua lăng, chạy bót. Công đà ở sau của chú anh chị mình thấy không, rất là VIP. Công qua đà là rút bù lon hết, còn vuông góc luôn, không trét chai luôn, là mình đo được cái độ chất của con ghe của chú anh chị. Lái qua lăng, bửng nước nè bà con. Đây là bửng nước của ghe. Đó. Từ sau nhìn tới nè bà con, mình nhìn cái dáng nó thông nè. Con này về bà con mình khai thác tốc độ, mình gắn vô Isuzu 4 cũng được nữa. Giá cũng rẻ, 28 triệu là hợp lệ nha. Rất là hợp lý. Có chỗ buộc dây luôn. Đây, dở hàm lái luôn. Đây, bây giờ đây là bên trong hàm lái cho cô chú anh chị mình. Nó đỉnh từ đầu đến đuôi, không một vị trí nào mà để suy nghĩ luôn cô chú anh chị. Rất hợp lý trong giá 28 triệu. Rồi bà con mình xem thấy hợp lý alo chủ nha. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Tạm biệt, bye bye.